Ông Võ Anh Quy, Chủ tịch Quỹ ban dân quận Ô Môn cùng lãnh đạo Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất quận đến kiểm tra tiến độ các dự án đang thi công trên địa bàn. Đoàn đã đến kiểm tra tại dự án trường tiểu học Nguyễn Du thuộc phường Thế Hòa. Dự án này thực hiện nâng cấp sửa chữa các giải phòng học hiện hữu và xây mới một khối nhà học quy mô một trệt một lầu. Đến nay đã cơ bản hoàn thiện việc sửa chữa các phòng học hiện hữu và đang trong giai đoạn hoàn thiện khối nhà xây mới. Tiến độ thực hiện đạt 90% khối lượng hợp đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6 tới. Cùng ngày, đoàn cũng đến kiểm tra tiến độ thi công dự án trung tâm hội nghị quận Ô Môn tại phường Châu Văn Liêm. Dự án được triển khai xây dựng với diện tích 1.733m2, gồm các hạng mục như khối nhà chính, nhà xe, nhà bảo vệ, cổng trào và sân bãi xe, quảng trường, tổng mức đầu tư gần 68 tỷ đồng từ ngân sách. Đến nay đơn vị thi công đã thực hiện đạt 62% khối lượng hợp đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ô Môn đề nghị các đơn vị thi công phải xây dựng kế hoạch thi công cụ thể cho từng hạng mục, bố trí nhân lực, vật lực phù hợp theo từng thời điểm để đẩy nhanh tiến độ theo cam kết.